Thưa quý vị, chỉ còn gần một tháng nữa là Tết Dương lịch và sau đó 3 tuần nữa là Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Vì vậy, các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã và đang tăng cường sản xuất hàng hóa để phục vụ cho thị trường cuối năm. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV tại cơ sở sản xuất bánh dừa nướng Mỹ Phương Food tại thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang. Những ngày này, không khí sản xuất tại cơ sở sản xuất bánh dừa nướng của công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Phương Food rất nhộn nhịp. Để đáp ứng thêm hàng hóa cho các đơn hàng cuối năm, người lao động tại cơ sở phải tăng ca hàng ngày. Hiện năng suất của cơ sở đạt khoảng 1 tấn bánh dừa nướng một ngày, với hơn 30 nhân công làm việc liên tục. So với các năm trước, thì thị trường tiêu thụ có phần ảm đạm hơn. Tuy nhiên, đây vẫn là thời điểm quan trọng mà bất cứ doanh nghiệp, đơn vị nào cũng phải tập trung sản xuất để bù đắp lại hoạt động kinh doanh trong năm, cũng như tăng thêm thu nhập cho người lao động. Ngày cuối năm thì hàng hóa đi rất nhiều, thì sản phẩm mình luôn được tăng ca để cho đáp ứng được cái nhu cầu để hoàn xuất đi. Mình lưu kho không quá trong vòng một tháng, thì mặc dù sản phẩm mình đi hơn một năm, nhưng mà chỉ được cho cái người dân là ăn những sản phẩm mới nhất và đạt cái sản phẩm đạt yêu cầu nhất. Sản phẩm bánh dừa nướng của công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Phương Food là sản phẩm đặc trưng của thành phố Đà Nẵng và cũng là thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Tương tự như vậy, các sản phẩm đặc trưng khác của thành phố cũng đang được người tiêu dùng quan tâm hơn trong thời điểm cuối năm. Để tạo điều kiện cho người dân và du khách mua các sản phẩm này, ngành công thương thành phố khuyến khích các đơn vị tổ chức trưng bày hàng hóa đa dạng tại các chợ, siêu thị, các cửa hàng đặc trưng vùng miền để kích cầu tiêu dùng. Tất cả các hãng cà phê, bánh kẹo hay là các sản phẩm về thực phẩm khô toàn hàng Việt Nam nhưng mà rất là tốt. Cho nên cái nhu cầu mà hiện nay là nói chung là mình cũng muốn quảng bá cho không phải những người Việt Nam mình dùng hàng Việt Nam mà tất cả các người trên thế giới cũng người ta cũng ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Bên cạnh những mặt thuận lợi về tiêu thụ trên thị trường do các ngành chức năng thành phố hỗ trợ tạo điều kiện, thì sản xuất cuối năm tại các cơ sở vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong khâu nhập nguyên liệu đầu vào và vận chuyển hàng hóa. Thực ra những cái nguyên liệu thì đáp ứng đầy đủ để mình sản xuất, nhưng mà cái chi phí thì chắc chắn là tăng rồi. Nhưng mà mình thì với doanh nghiệp thì không có tăng giá, vẫn giữ giá để bình ổn giá. Việc đón đầu nhu cầu tiêu dùng cuối năm của người dân là giải pháp then chốt với nhiều doanh nghiệp Đà Nẵng. Tuy nhiên, với nhiều yếu tố tác động như vậy, việc giữ nhịp sản xuất đang là những thách thức không nhỏ đối với doanh nghiệp. Dự báo, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa Tết sẽ tăng khoảng 30%, trong khi đó, giá nguyên liệu đầu vào sẽ tiếp tục tăng nhẹ.